theo là cái mẫu máy cắt nha. Máy cắt thì mẫu này nó, loại này nhập số lượng nè, nó được rẻ. Mẫu này cò bóp, mẫu này chỉ có 350 thôi anh em, 350k thôi. Combo nó cũng kẹp theo cái đầu là cầm cái đầu dặn vậy đó. 350 máy cắt, 350. Còn chuyên dích, chuyên dích mẫu này thì hồi đó giờ bán nhiều nè, mẫu này thì 400. Lực thì nó không có mạnh bằng do motor nó nhỏ đó, motor nó nhỏ hơn motor kia. Đó, nó còn kèm cái móc đó. Sản phẩm thì hôm nay cũng có 4 sản phẩm gói gọn vậy à. Anh em với các chú chốt thì điện thoại, số điện thoại trên màn hình cho em nha, em xin cảm ơn.